Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saver88.me, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghi dưới phần mô tả nha. Dâu, bà con sâu, chào mừng năm sau anh em đã quay trở lại cùng với AminZ trong series bình luận PK lên server. Và rất vui gặp lại anh em ở server UF với AminZ chính hãng. Và đừng quên 30 giờ ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Anh em nhớ theo dõi và ủng hộ dành cho AminZ nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với chế độ First Strike hay First Strike để đối đầu với VIP Zero của server 70. Có dốc, có giáp, có Ken, có Angle, à không phải Angle mà là Athena đấy nhé, nhầm. Yorizi à. Dốc này à. Dốc này hồn hổ à. Hòn đấy. Làm quả cứu hồn nó khét lẹt nhỉ. Nó con rắn là muốn Angle ấy nhỉ. Muốn con Angle rắn ấy nhỉ. Lấy cứu hồn thì phải lấy kiểu thế thôi. Nó pick đúng hai con mình pick đây nhỉ. Jasio với cả mình đâu vừa đánh cứu hồn đây nhỉ. Cứu hồn cho nó chất. Cứu hồn không cần giáp đây nhỉ. Chứ cần giáp mỗi. Cứu hồn nó chất để nhập hổ này. Được chưa anh em? Cứu hồn nó chất. Chất chơi người rơi là chúng ta đánh cứu hồn nhưng không thèm đánh. Đánh cứu hồn nhưng không thèm đánh giáp dốc luôn. Ê, cho thèm bạn áp lực. Ê, mà nó không lên được nộ nhỉ. Cái nhịp đó là lên được nộ ấy nhỉ. Sao lên đó? À, Paraphic kìa các bạn. Nhìn là biết Paraphic kìa. Chạy đâu được cái kèo Paraphic này. Nào, đánh đi, VIP Zero. Mình đang suy nghĩ điều gì? Đánh thanh niên này. Đánh mẹ đi, để chúng tôi còn liệu. Vừa lắp được quả ốp anh em, ốp 5 xịn. Có năm xị gì mà có ốp thì nó thôi dạo này nó bắt nét kém nhỉ. Đấy, anh em nhìn không? Anh em nhìn có ốp năm xị không? Nhiều lúc em cứ suy nghĩ anh đã làm sai điều gì mà em vô tâm không lời nhận. Sao mình giết con đấy anh em giết con đi để tránh nó giải ứng cho con kinh, sau đó thì lại mang Ken cùng các kiểu và combo mình bỏ bạn. Anh em hiểu không? Chứ mà phải có những cái tính toán đó. Hợp lý. Không phải hả? Không phải hả? Tôi muốn lúc 4 năm thật kỹ nữa. Chỉ đấy nữa, tôi muốn 2 thật kỹ nữa là nhiều rồi. Muốn nào thật kỹ cũng còn loạn à. Đúng rồi nha. Để tôi muốn nào thật... anh em nào muốn giải ra. Tôi muốn mất tổng đại. Rất thốn đấy anh em. Ăng ghê thấy cái gì? Xin chào! Xin chào! Xin chào! Xin chào! Xin chào! Nhiều lúc em cứ nhận ra
Em đã làm sai điều gì mà thâm tâm em bây giờ lại sợ? Mẹ mày đau ấy, hết tội tại còn dốc rồi nha bạn, quái thật. Vãi thật đấy, dốc chết luôn rồi nha. Không dốc thì giáp mẹ, kinh vãi. Chủ quan rồi. Chủ quan rồi. Một mẹ đội tại rồi. Đi lên kia thì chống rồi anh em. Chủ quan quá. Chủ quan quá. Sai quá. Chủ quan quá. Là la thua 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 rồi. Thua 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 rồi. Thua rồi rồi rồi. Mà mẹ thành nghề lừa mình. Thằng VIP Valero này. Không một dành cho mình gì chính hãng, chúng ta cùng đến với game đấu số 2 nào. Thua được. Rất bịp bợm. Nhưng mà thua thì vẫn là thua thôi anh em. Đấy là sự thật hiển nhiên. Tam U30 của server 90. Elizabeth Angle. Angle nít nữa. Angle anh em. Angle vào sau. Elizabeth rồi. Ôi nhà. So với vua sai thì Elizabeth không tanh được. Angle là sau đấy anh em nhé. Mình nhớ không clip mình vào Angle trước. Hay là bị nó gõ cho lôi mồm anh em ạ. Angle vào trước đấy bị Angle nó gõ cho gái biết tỉnh là gì. Cái kèo này rút kinh nguyệt cho chúng ta mà Angle vào sau. Mẹ chê mấy ly ạ, vãi thật. Vãi thật đấy. Mấy ly thì chắc với 4 rồi, quay lấy. Cũng hơi ảo ma ta la thật sự luôn anh nha. Em đã hiểu ra em đã làm sai điều gì? Đúng là đấu với Elizabeth ở đằng sau à? Đấy, kinh quá. Xong rồi, giờ đúng để Elizabeth lên này. Nó tính toán để lấy gió lốc cho Elizabeth mà. Ê, mà sai lệch. Khó chịu kinh nhiều. Học quá, học quá tôi ơi. Nhiều lúc em đã nhận ra em đã làm sai điều gì? Liệu rằng Engo có thể gánh game này không? Trời ơi, không thể gánh được rồi. Không gánh được đâu, không gánh được đâu. Mẹ ngay như không hiệu ứng thế nào. Khiêu khích. Hay quá. Mẹ giết luôn một mạng của nó rồi. Lửa đốt đến từ Kionet lại phát huy tác dụng cho tình huống đó à? Hay là đốt đến từ Angle nhỉ? Đốt từ Angle như nhịp sau đấy, mình nhớ không nhầm. Chắc là mình nhầm thôi. Chắc là mình nhầm ở đâu đó. Hay quá, vâng, rất tuyệt vời khi không phải nhắm vào thành viên cùi bắp nhất của team mình. Rất tuyệt vời.
Hay quá. Ây da. Anh em nhìn ngực nào nhất tôi nở không ạ? Nhìn vào mọi người bắt đầu đẹp rồi đấy. Được đùa. Người bắt đầu đẹp lên rồi đấy. Anh em nhìn nè. Đấy. Người đẹp chưa? Đấy bắt đầu không được rồi. Ôi ôi đẹp quá. Ghét thật sự nha các bạn nhé. Nó lên được nổi, cuốn nhè. Cuốn quá. Cay nhè. Đấy, à. Sắp lên sàn được rồi đấy. Sắp lên sàn rồi nha, chưa lên được. Mẹ lại ăn giảm nộ mà cáu đéo chịu được. Còn bị mẹ nó chứ. Nhé. Quá. Cậu quá đấy. Chú làm anh thấy bực mình đấy. Chú làm anh thấy bực mình rồi đấy. Chết init chưa? Chết go init không lại UM chưa em? Ôi rồi ôi. Mẹ mày sao giờ này nó còn tống được mấy con hàng này vậy? Chú tống ra với ai? Chú họ tống à? Chú họ tống hay là thế nào? Chú họ tống à? Lừa anh à? Lừa anh lừa chị à? Lần sau chị vật cho quả lại khóc. Đấy, có được vật không? À được, ôi vẫn được vật quả nữa anh em ạ, xuống thế nhờ. Sướng tê nhỉ. Yes, và đó là chiến thắng của Mười Gì Chính Hãng trước tạm U30. Tỷ số là 1-1. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu tiếp theo. Dạo này tập show nhiều sao mọi người gồng gồng gồng. À, đấy. Anh em thấy mọi người gồng 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 rồi. Ôi, ấy, bắt đầu có show lưng rồi đấy. Ấy, ấy, ấy. Đông người quá anh em, tập lắm đông người. Chúng ta cùng đến với game đấu số 3 nè. Người và sắp vào form rồi. Không cần phải gồng nha anh em đây. Để bình thường này. Không cần phải gồng, gồng lên một tí nữa như thế. Đấy, cần người bình thường là anh kiểu này. Tôi cũng lại để hình kiểu này. Đấy. Đầu form ngược rồi anh em nhìn thấy không? Đấy, form đây. Form đây, form đây. Đấy, tên là Hunter Trang Mây Trò Mia. Mẹ kèo choi này hên xui. Sao mình nói hên xui? Choi mình đéo độc chiêu mình ăn cứt. Nó phải lấy Mia với cả Mây Trò ấy. Là mình lấy Mia với Mây Trò. Nói chung là một tay một đam. Ờ lấy hai tay nè. Ôm hai tanh nhỉ? Ôm hai tanh nhỉ? Ghê nhỉ? Ôm hai tanh thì cũng ghê gớm đấy. Ôm hai tanh thì cũng thuộc loại gớm ghê đấy nhờ. Choi Choi nó nhập mẹ bọn kia. Quay nhà
Thế này thôi anh em, thế này thôi. Xem bạn là gì đây. Cho chết so với cái gì dùng cái này nhỉ. Mình cứ đánh kiểu này không gì cho chưa chói hai phát độc chiêu mà không nên được nổ hơi ảo đấy. Chói Pattern mới độc chiêu được. À Pattern mới tuyệt kỹ được. Mẹ mà bên Kula nó còn chưa lên sàn đâu nha các bạn nhé. Kula lên sàn chưa hình dung đây. Gì? Cháu nó muốn gì? Cháu nó muốn gì? Lấy Kula và Mia nhưng mà lại không biết dùng Kula và Mia thì thật sự là mình hơi lo. Đúng không? Chẳng lý do để Kula lên đầu trong cái vừa rồi là mình cứ để Kula lấp sau Mia hoặc là Kula vào sau cũng được. Hợp lý nhất là Kula vào sau. Đúng mây chờ vào giết nó. Vẫn phải giết thì các bạn. Giết thì vẫn phải giết thôi. Không giết thì không giết thì cú phạm quá. Có cơ hội giết mà không giết thì cú phạm quá. Cơ hội giết mà không giết thì nó lại chí con nhà bà phạm. Có cơ hội giết nó mà không giết thì phí phạm. Athena tuyệt kỹ bút độc chiêu nha anh em nhé. Anh em để ý từ nãy mình không có độc chiêu vài con rồi Athena bút lên. Kukari khá đen khi mà hai tình huống tuyệt kỹ Kukari cắt lún đều vào những con không quan trọng. Đầu tiên đó là ai nhỉ? Đầu tiên đó là Howard Maru. Vâng, lần thứ hai là Yasuo. Toàn là những võ sĩ không phải chủ lực của team mình nhưng cắt lún với mình nó cũng bình thường. Thank you.
Nhiều lúc em không hiểu em đã làm sai điều gì đấy, các bạn nhìn nào, mà bút lên kinh nhỉ. Bút độc chiều đến từ Arena cũng ngon nhỉ. Chiến thắng này là điều chắc chắn dành cho Amuzi chính hãng rồi. Có lẽ nhắm mắt thì tôi cũng có thể hình dung ra cú lao này của Major có lẽ là Mia hết tội tại đi nhỉ. Hết rồi nhỉ, khả năng cao là hết rồi. Ây à, vẫn còn cơ à, mày lì nhỉ. Này còn với chúng tôi à. Và Cristiano đến từ Cha. À đến từ Choi đi nha, không phải Cha, quên mất. Đến từ Choi đã kết thúc clip này đây rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Chắc là nhiều anh em thắc mắc là tại sao clip này nó lại kết thúc ở đây. Đơn giản rồi, nó quá dài rồi anh em ạ. Bây giờ tôi, chơi 3 ván mà 21 phút rồi tôi chơi thêm 3 ván nữa. Clip thành 40 mấy phút à, thôi thà tách ra làm 2 clip rồi anh em ạ. Chứ chơi 4 mấy phút nản lắm, không có động lực. Tại sao lại như vậy, chơi thông 4 mấy phút rất mệt anh em nha. Thà tôi tách thành 2 clip, đúng không? Tôi chơi clip này 3 phút, chơi clip này 20 mấy phút xong tôi nghỉ ngơi ra giường kia nằm 10 phút xong tôi lại vào làm tiếp clip nữa còn động lực chứ ngồi thông 40 phút mệt lắm, đuổi lắm anh em ạ. Thế nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye, see you again.